Chào mừng quý bà cô chú anh chị em và các bạn đã đang đến với kênh Hoàng Hoàng Vlog ha. Hôm nay thì kênh Hoàng Hoàng Vlog sẽ gửi đến quý ông bà cô chú anh chị em và các bạn một ngôi chợ có từ rất lâu ở thị trấn Hàng Lập Thôn. Người dân ở đây thường gọi là chợ Cái Cơm đó các bạn. Và hiện tại thì mình đang đứng trên cầu Cái Cơm. Cầu Cái Cơm thì nối hai bờ sông, giữa một bên là Hậu Giang và bên đó đó quý vị. Dạ, còn bên đây là Sóc Trăng. Dạ đó các bạn, ở những ngôi nhà nhiều kích thước đó là chợ Cái Cơm quý vị. Dạ, có bến tàu, cái sông lớn ngoài kia là sông Hậu Giang. Dạ, những sông rất là lớn. Dạ, bây giờ thì mình mời quý vị và các bạn cùng theo chân mình vô tìm hiểu ngôi chợ Cái Cơm bán những gì quý vị ha. Đây là bên thông cầu. Cầu bên thông này đó là cây cầu Cái Cơm. Cây cầu nó Cái Cơm thì nó liền giữa hai bờ Hậu Giang và Sóc Trăng đó các bạn. Bên đây là địa phận của Sóc Trăng các bạn. Cô này bán, cô bán rau đồng, rau này chủ yếu ở ngoài vườn đó, hái vô các bạn. Đó, quá trời đẹp. Giờ mình đi mình quay sơ sơ cho quý vị và các bạn coi ha. Tại vì buổi sáng người ta bán buôn. Ở chợ Cái Cơm mình mua là mình phải tra giá. Sạp khô. Khô mình thấy mà ở đây bán rất là nhiều khô luôn á. Rau củ quả này, đồ que nè, nha. Đồ trái chanh bự ghê chứ gì. Bánh này ai bán vậy cô? Bánh. Bánh này là bánh lá dừa phải không chị? Bánh lá dừa. Bánh này bánh ít. Bánh ít cái 3.000. Cái 3.000. Ủa bánh gì? Bánh gì ngộ vậy chị? À, lấy em cái bánh ít, cái bánh lá dừa. Ồ, bánh này bánh gì? Bánh cống, bánh cúng gì phải không? Lấy đậu nhân dừa. Dạ, nhân dừa đi. Dạ, cô em như tiền gì? Bánh. Ở bánh này bánh ướt phải không? Nhân này nhân gì vậy? Bánh ướt, nhân đậu hả? Bên này cô bán nhiêu cái? Bánh ướt cái 3.000. Cái 3.000 lấy 2 cái nha cô. Đây là bên hồng chợ luôn ha các bạn ha. Dạ, của con tổng cộng nhiêu tiền nha cô? Dạ, tiếp tục ha các bạn ha. Đây là bán trái cây. Dạ, hơi được bán trái cây không? Đó là sạp. Sạp này bán mình thấy là lòng bò đó. Rồi, bây giờ mình mới bắt đầu bước vô chợ nè. Giờ cái hẻm này hẻm nhỏ thôi. Bên đó là người ta bán đồ giống như là đồ bao tay đồ á. Này chả cá kia mà quý vị, chả cá này chả cá Bình Dinh nha. Không. Đi, em đang đi vlog chia sẻ đến bà con. Bộ hôm nay, mấy hôm nay mưa quá xá các bạn, nên đường nó dơ xíu. Đây, món yêu thích của mình. Chưa cải bao nhiêu ký vậy bà? Ủa, cây này bự cũng chứ mốt vậy, nó nhỏ cũng chứ mốt mà. Đây là coi gì bà? Ai biết thì có hỏi bà gì đó. Trời, hỏi gì không ra, tôi nói chi chợ. Hỏi mấy bớt là lấy một cây thôi. Bà lấy con cây dưa cải đây bà. Dưa cải hôm nay mình bán nhiêu ký? 35. Dạ, bà lấy con cây. Ở dưa này sao bà?
dưa này 30. Còn bên kia? Dưa 20. Dùm giá hả? Vậy bà lấy con dưa này nè nha. Ký hả? Thôi, ký nhiều quá bà ơi. Bà lấy con nửa ký thôi. Nửa ký ha. Những cây dưa cải. Dạ. Thì bà cứ bán cho con đi, cây dưa cải nào bà lấy con ngon cho con nha. Nửa ký này á. Dạ, nửa ký. Hỏi mình mua ít hơn có bán không? Thôi nửa ký, nửa ký, nửa ký. Dạ được rồi đó bà. Cái này là dưa lê muối nha các bạn. Dưa lê muối này á là mình đem về mình trộn tỏi ớt, mình rửa ra mình sắc, mình trộn tỏi ớt vô á, ngon lắm. Dạ là xem cắt xéo. Dạ. Trộn tỏi ớt nếu mà nó không chất mặn không có thì dạ mua chúng các bạn ha. Ngày nào bà cũng bán đây hả bà? Bán mỗi ngày. Rồi bà tính tiền cho con đi. Cây dưa cải nữa, cây dưa cải ngon ngon tí gì, cây đó hình như là không được ngon rồi đó. Sao nó bỏ trong bọc nó gắt, nó đạp nó gắt tùm lum vậy chứ. Dạ, rồi cây đốt đuôi. Bỏ trong bọc đó, dạ. Rồi nó chất cả hàng tấn. Dạ, cái này là dưa cải chua ha các bạn. Cô làm dưa cải chua cái này ở nhà mình làm hết đó cô. Ừ, làm hết. Đây, mình thấy cô này đang bán đầu đồng nữa quý vị. Để tới đây cây mình có mua được gì ủng hộ cô ha. Chắc không mua được gì quý vị ơi, tại thấy tập chuối khô cá lóc gì không à. Thôi tiếp tục quý vị ơi. Ở chợ thị trấn A Lạc Thôn, ở chợ thị trấn A Lạc Thôn á các bạn. Ờ đây bán nhiều quá. Thì bán hai bên đường nha. Ngày Tết đông lắm. Cá biển này các bạn. Cá biển ở đây thì mình thấy có, nếu mình đi sớm thì nó rất là tươi, còn mình đi chạp thì nó không có tươi cho lắm. Ở đây thì bán đồ khô. Hồng rau ngon quá. Các bạn. Ngày Tết đó là các bạn đi hả, các bạn chen nó không lọt luôn. Đây là sập rau hay cái gì? Đây chưa phải là nhà lòng chợ, lần đầu mình đi thành phố đường mới gọi là ra nhà lòng chợ. Ở đây thì mình thấy có một cái cầu nhỏ. Sáng thì vẫn xe đèn. Thấy nghe đầu cầu á các bạn. Đây cô này đang bán củ riêu. Cái này là của quê tường ở đây bán giá dao động khoảng 20-25. Tiếp tục hết các bạn. Qua cầu. Chợ hôm nay hợp vắng chứ mấy ngày Tết các bạn chen chưa không có lọt đâu. Lóc cá lóc, cá lóc làm sạch. Chặt nhau quay vậy. Nhưng mà trứng quá, trứng luôn. Khoai. Nếu mà ngày Tết đó thì không có cho chạy xe vô chợ nha các bạn. Ở ngoài cầu kia là đã chặn rồi. Mình chỉ được vô đây mình đi vô bọn thôi. Chợ quê ngày thường. Các bạn. Để nào, nó đóng
mình gì mèo. Ủa heo chứ quên, trời trời ơi con heo. Này là gì bạn? Tàu hủ bánh lọt sữa đậu nành. Ồ, tàu hủ bánh lọt sữa đậu nành. Lấy con bịch này với bịch này. Này là gì? Cái bánh lọt. Ủa sao nó lạnh hả? Bánh lọt là phải lạnh chứ. À, bánh lọt phải lạnh. Lấy con bịch này, này với bịch này. Này tàu hủ bánh lọt hả bà? Tàu hủ bánh lọt. Ngon không? Ngon chứ. Bao ngon luôn hả? Tàu hủ ngon không? Bán ba mấy năm rồi không? Ba mấy năm. 35 năm rồi đó. 35 năm rồi, ghê thật chứ. Hai bịch này á. Dạ, hai hai. Hai bịch này gì là 20 ngàn à? Rồi 25 ngàn. Cái này 10 ngàn, cái này 10 ngàn, cái này 5 ngàn. Cái này sữa đậu nành. Con mua nhưng mà con gửi đây được không? Lấy con vô chổng ăn gan lấy được không? Rồi, nhưng mà trả tiền trước. Ở đây mình bắt 35 năm rồi đó. Dạ. Ở chợ thì chắc là mình con có cái gì. Cô này bán sữa đậu nành với tàu lũ bánh lọt 35 năm rồi. Mỗi lần về đây thì mình cũng hay ăn. Cô bán rất là hàng các bạn. Cái hàng đây là gian hàng đồ khô nè. Mình hay mua bánh bía ở đây. Bánh bía thì mình không biết loại nào ngon đâu hay quý vị. Mình cứ mua cái loại mắc nhất thôi. Bán lưỡi câu cô ơi, có bán lưỡi câu không? Dạ có bán lưỡi câu cá sặc không cô? Tiếp tục các bạn ơi. À giờ đây mình gần vô lòng chợ rồi nha. Cái chợ lưỡi cho mình. Chợ lòng. Chợ ngày thường thấy nó vắng vẻ quá. Thịnh hoạn quá các bạn ơi. Đang là lòng chợ nè các bạn. Dạ đây là lòng chợ. Lòng chợ thì bán đồ ăn và đồ khô, thịt các kiểu á. Cá đồ ha. Thôi bây giờ mình sẽ quay ra, mình đi mua đồ. Mà mua gì đó mình sẽ quay phim cho các bạn mình coi nha. Mình chỉ cho cô cũng vậy thôi à. Sáng có vị hơi ngọt nha các bạn. Tại bán cho những người ở địa phương. Mỗi địa phương thì có một cái ta nấu nướng theo một cái khẩu vị khác nhau. Ở đây thì tiên về hơi ngọt ngọt. Các bạn không quen thì ăn sẽ khó ăn hơn. Chấm 2 ký hả? Hay làm gọi luôn hả? Để em bây giờ như giờ ta
ba lạng đi, đồ bán không? Được. Cái này mình đổ đáy hả? Cái mình đổ đáy hay mình lấy lại? Cái này mình đi mặn, đi dũi. À, dũi hả? Ừ. À, xong lên lên. 200 cũng được, em về em kho ăn thôi. Dạ. Trăm hồi nãy chị nói nhiêu? 12, nãy giờ bán 335 thôi. Dạ, dạ, cảm ơn chị. 35 thôi, 120 tiếng, cái bạc, ăn ngon lắm. Đường cốc nốt, đường đó không phải đường cốc nốt, đường tảng, đây mình thấy có bán lợp. Lợp này để đặt cá bóng thôi. Giờ mình đi ra mình coi có gì mình sẽ mua coi. Nãy giờ là đi vòng vòng quay, bây giờ mình sẽ tập trung chuyên môn quay đồ. Gao quá sáng gao luôn. Ở gao ở đây, ở chợ thị trấn Hà Lạc Thôn nó thường là người ta sẽ qua bên Vĩnh Long. Bên chợ ôm gì, chợ đồ mối chợ ôm, người ta sẽ lấy về người ta bán. Đó là một số ít, còn một số ít ra bằng này. Thì một số ít khác thì gao vườn thì cô chú anh chị em và các bạn sẽ lấy từ trong vườn ra bán. Không còn ép luôn. Hả? Ếch luôn hả? Ếch đồng hay ếch nuôi hả bà? Dạ dạ. Ếch hôm nay ếch này đồng bán nhiêu ký? Chả ăn sao mà nổi hết. 140 hả? Rồi lấy con mua một cô. 140 ký hai con ơi, hai chị. À quý vị. Cô thường bán ở đây nè. Dạ, đó là bờ sông quý vị. Này ra căn sông này được không? Căn đi không? Quá xá vậy. Quá xá rồi bà ơi. Cái con này các bạn mình mua mình không dám trả giá đâu nha. Mà trả giá là mình phải mua nha. Cái cô ở ngoài vườn á thì dễ, nhưng mà đặc biệt là vô nhà lồng chợ. Các bạn trả giá mà các bỏ đi á, người ta bán bỏ đi á là hơi bị mệt đó nha các bạn. Cho quý vị và các bạn cùng xem nhé. Bến phà Úc Dũng, cái côn, lịch sử chợ ôm. Tết đông lắm, ngày thường thì hơi vắng. Phà chạy rồi hả anh? Mát ghê luôn quý vị. Đây bên phà này mình đi chợ ôm nữa quý vị. Nếu mà mình không muốn đi đường vòng nó xa thì mình đi cái này, chiếc ghe.